điều tuyệt vời của nước Đức. Nước Đức là một đất nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế lớn trên thế giới và là một trong những trụ cột của Liên minh châu Âu. Đức còn được biết đến với nền giáo dục hàng đầu thế giới, với chính sách miễn 100% học phí cho các cấp học. Bên cạnh đó, đất nước được mệnh danh là trái tim châu Âu này còn có rất nhiều điểm tuyệt vời. Hãy cùng DVN Việt Nam khám phá nhé! 1. Nước Đức, cái nôi âm nhạc của châu Âu, là nơi có 74 dàn nhạc giao hưởng và 55 nhà hát opera, nhiều hơn cả Anh và Pháp cộng lại. Dựa trên truyền thống lâu đời trong làng âm nhạc cổ điển, từ Bach đến Wagner, Đức là quê hương của một số nhạc sĩ giỏi nhất trên thế giới. 2. Nước Đức có nhiều lễ hội thú vị. Đức là một quốc gia không chỉ nổi tiếng có nền kinh tế phát triển mà còn có nền văn hóa truyền thống đa dạng và thú vị. Tất nhiên, lễ hội tháng 10 là một sự kiện nổi tiếng trên thế giới. Đó là lễ hội bia kéo dài 16 ngày được tổ chức tại Munich. Nhưng Đức cũng có một số lễ hội tuyệt vời khác như lễ hội Ngày thứ hai Hoa hồng, lễ hội Bí ngô. 3. Những thắng cảnh đẹp nhất ở Đức. Đức không chỉ có không khí vui nhộn của nhiều lễ hội sôi nổi mà còn có lịch sử và văn hóa lâu đời cùng vô vàn danh lam thắng cảnh tuyệt vời. Lịch sử, văn hóa và vẻ đẹp tự nhiên có lẽ là những từ ngữ miêu tả đúng nhất về nước Đức. Bởi những thành phố và thị trấn có bề dày lịch sử cùng nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng luôn là điều thu hút đông đảo du khách tới đây. Trong đó, những thắng cảnh đẹp nhất nước Đức đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng du khách như cổng Brandenburg, nhà thờ Köln. Hơn 1.000 năm tuổi, cái tên cần phải kể đến ở đây là lâu đài Neuschwanstein. Đây là tòa nhà được chụp ảnh nhiều nhất ở nước Đức. Lâu đài ẩn mình trong dãy núi Alps của Bavaria gần thị trấn Füssen là nguồn cảm hứng cho lâu đài Người đẹp ngủ trong rừng của Disney. 4. Nước Đức có chất lượng cuộc sống tuyệt vời. Không thể phủ nhận rằng mức sống của người Đức là tuyệt vời về mặt toàn cầu, nhưng thậm chí so với các nước láng giềng châu Âu khác, đời sống ở Đức vẫn thật sự nổi bật. Với sự kết hợp giữa lương cao, chi phí sinh hoạt thấp, giao thông hiệu quả và mức độ tham nhũng của chính phủ ở mức thấp nhất, góp phần đưa Đức trở thành một trong những quốc gia đáng sống nhất trên thế giới. Vì vậy, có thể nói Đức là một đất nước lý tưởng dành cho các bạn học viên đang có ước mơ du học. Để tìm hiểu thêm các thông tin về chương trình du học tại Cộng hòa Liên bang Đức, vui lòng liên hệ DVN Việt Nam hotline 096-220-9211, 096-220-9211.